Quý vị nhớ phụ giúp Thánh Gióng chúng cháu làm việc thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Bởi vì đó là phần vụ của mỗi chúng ta. Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng mời gọi mỗi chúng ta nhập cuộc. Để rồi những ai sốt sắng làm việc này thì Ngài sẽ ban tất cả những phần thưởng quý giá nhất của Ngài cho chúng ta. Những kẻ nào chối bỏ lời mời gọi của Ngài thì chắc chắn những kẻ đó sẽ từ từ mất tất cả. Tôi nhắc lại, từ từ sẽ mất tất cả. Và rồi linh hồn sẽ chết sầu muộn. Và rồi linh hồn sẽ bị chờ đợi sắp hàng hàng ngàn năm trước khi được cứu xét. Nhớ đây là thời mặt kiếp đang chuyển và thời thánh đức. Đó là lý do tại sao tất cả những phép lạ này đã được hiện ra bởi quyền năng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Và đây đồng bào thấy quỷ Satan vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt đã hiện ra trên mây. Thượng Đế cho hiện ra để chúng ta so sánh dễ dàng hơn. Và đây là hình chúng tôi làm màu đậm hơn để chúng ta so sánh dễ dàng hơn. Và đây là hình màu gốc thì như thế này. Rất rõ ràng, thành ra chúng ta không thể chối cãi được đâu. Đây là hình màu gốc nè, rất rõ ràng. Đem ra ánh sáng cho đồng bào coi. Đây là hình màu gốc quỷ Satan hiện ra đây. Động đất tsunami sẽ xảy ra, nước biển dâng tới mây và sẽ có hàng tỷ người thiệt mạng, cũng như phần nửa sự sống trên quả địa cầu sẽ bị hủy diệt. Tôi nói là ít nhất phần nửa sự sống trên quả địa cầu sẽ bị hủy diệt trong những ngày tháng năm sắp tới, và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta hy vọng là sẽ không xảy ra sớm lắm, là bởi vì hiện tại nhân loại chúng ta đã chưa sẵn sàng. Vì thế, đồng bào hãy mau mau sốt sắng đồng hành cùng chúng tôi để thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Ngoại hầu nhờ đó mà nhân loại nhiều người sẽ được cứu rỗi nhờ những phép lạ vĩ đại này dẫn dắt. Lời cảnh báo này là cho tất cả những tôn giáo làm lành đánh dữ, cũng như cho tất cả nhân loại. Nhớ, không được phép chậm trễ nữa. Địa chỉ trên màn hình, đồng bào biết đồng bào cần phải làm gì. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào, ruột thịt thân thương, quý mến của chúng ta.